Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân thị xã Điện Bàn luôn làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hình ảnh này chúng tôi ghi lại tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sồi ở thôn Thanh Tú, xã Điện Thắng Nam. Với mong muốn đền đáp một phần công lao to lớn cho người mẹ có chồng và một người con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã thường xuyên thăm hỏi, động viên và tự nguyện đóng góp một phần kinh phí nhận phụng dưỡng mẹ Sồi đến trọn đời. Nghĩa cử này đã làm ấm lòng mẹ lúc tuổi xế chiều. Đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm rồi. Chúng tôi chỉ đạo là các chị là thực hiện cái công tác là tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình liệt sĩ, rồi mẹ Việt Nam anh hùng, rồi là phối hợp với các ngành để ra quân dọn vệ sinh ở các khu nghĩa trang liệt sĩ. Để có được nơi ăn, chốn ở ổn định, hàng năm ngoài nguồn kinh phí của nhà nước hỗ trợ, thị xã đã huy động cả tỷ đồng để đầu tư xây dựng hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, thị xã Điện Bàn đã đầu tư hơn 44 tỷ đồng xây dựng và sửa chữa 1.965 ngôi nhà tình nghĩa. Khó có thể nói hết niềm vui của các gia đình có công khi nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa những ngôi nhà đã xuống cấp để họ có nơi thờ phụng liệt sĩ, cũng như có nơi ăn chốn ở ổn định. Trước ra gia đình tôi cũng khó khăn và đồng thời là nhà cửa nó không ổn định được. Hôm nay nhà nước cho 20 triệu để tôi sửa chữa nhà cửa là mừng quá chứ. Là tâm có cái dịp lễ Tết thì ngoài những cái phần quà đã được cấp hỗ trợ gia đình chính sách thì địa phương luôn chủ động một nguồn kinh phí để hỗ trợ cho những gia đình chính sách và người có công. Qua hai cuộc kháng chiến, thị xã Điện Bàn có 18.920 liệt sĩ, 3.122 bà mẹ được Đảng, Nhà nước truy tặng và phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 61 anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, 7.140 thương bệnh binh, 4.159 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 9.128 người có công giúp đỡ cách mạng, được thị xã chi trả trợ cấp hàng năm trên 140 tỷ đồng. Hiện nay thì tiếp tục duy trì cái phong trào chăm sóc gia đình có công Mẹ Việt Nam Anh hùng thông qua cái phát động trong đoàn viên công đoàn để mà hỗ trợ thăm hỏi chăm sóc cho các đối tượng sách cũng như Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thị xã đang tập trung chỉ đạo cho phòng lao động thương binh tham mưu để trình hội đồng dân ban hành cái đề án cải tạo mộ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên anh hùng liệt sĩ của các địa phương. Điện Bàn mảnh đất hoang tàn bởi bom đạn của chiến tranh nay trở thành một đô thị văn minh nông thôn mới. Thành quả đó xứng đáng với sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã chiến đấu hy sinh giành độc lập tự do cho đất nước, giành lại sự bình yên và phát triển cho Điện Bàn hôm nay.